Thưa quý vị, hơn 2 tháng chuyển trạng thái, tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong đó, nhiều ổ dịch đã phát sinh từ các khu công nghiệp làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Cùng với các biện pháp khoanh vùng, truy vết để ngăn chặn các ổ dịch, thì Đà Nẵng cũng đang xúc tiến sớm triển khai các trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp. Qua các đợt bùng phát dịch COVID-19, khu công nghiệp An Đồn vẫn liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19. Trước thực tế đó, một trạm y tế lưu động có diện tích 300m² với quy mô 30 giường bệnh sẽ được thiết lập tại đây với chức năng sàng lọc, thu dung, cách ly, điều trị F0, không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, đồng thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại khu công nghiệp. Làm sao mà bóc tách F0 ra sớm nhất trong cái quy trình sản xuất để hạn chế cái tình trạng gọi là đứt gãy cái quy trình sản xuất cho các khu công nghiệp. Ban quản lý khu công nghiệp và bệnh viện 19 sẽ nắm được là cái nguy cơ lây nhiễm cho từng cái doanh nghiệp như thế nào để mà ra được cái phương án để triển khai kịp thời. Đồng thời thì cũng giúp cho các doanh nghiệp, người ta sẽ lên họ nhìn vào đó, họ có thể đánh giá được cái nguy cơ của doanh nghiệp mình để có thể là lên cái phương án mà triển khai gọi là sớm nhất. Đà Nẵng hiện có hơn 500 doanh nghiệp cùng 80.000 lao động làm việc tại 6 khu công nghiệp. Tình hình dịch bệnh trong các khu công nghiệp hiện đang diễn biến khá phức tạp. Điển hình vừa qua, có doanh nghiệp có hơn 200 F0. Dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn trong sản xuất hoặc duy trì hoạt động với khoảng 50% nhân lực. Chính vì vậy, việc thiết lập trạm y tế lưu động tại đây là rất cần thiết. Ngoài khu công nghiệp An Đồn, thì một trạm y tế lưu động nữa sẽ được Bệnh viện 199 thiết lập tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Các trạm y tế lưu động này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, các chính quyền địa phương cũng như y tế của địa phương để mà phân loại các F1 và đưa các F0 để đi điều trị. Chúng ta thành lập được các khu trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp thì sẽ giúp giảm tải các áp lực đối với y tế địa phương. Và khi mà giảm tải y tế địa phương thì lại giải quyết được một bài toán là chúng ta xử lý nhanh và khoanh vùng gọn và xử lý dập dịch ở trong khu công nghiệp rất là triệt để. Sở Y tế phải có những văn bản hướng dẫn cụ thể để cho các đơn vị mà vận hành các trạm này có được một hành lang pháp lý đủ mạnh để có thể vận hành được công tác điều trị. Sau hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng, Đà Nẵng ghi nhận hơn 4.300 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều ổ dịch đã phát sinh từ các khu công nghiệp. Tăng cường các biện pháp y tế, trong đó có trạm y tế lưu động là cần thiết lúc này nhằm giúp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả khu vực có nguy cơ cao này, đồng thời duy trì không để đứt gãy chuỗi sản xuất.